chào cả nhà nhé. Em Yến chào tất cả các quý khách hàng. Các cô chú, anh chị em đang xem trên kênh hôm nay. Đây là cái lô cây chay choai á, cây chay choai, cây chay nhỡ mà em chuẩn bị giao cho khách. Cái hàng chay này nó có chiều cao là 1,5 m, 1,3 m cho đến 1,5 m và gốc là 2 phân, phân 8 đến 2 phân. Thường thì khách hàng trồng chay ấy thì mọi người sẽ lựa chọn những cái hàng mà nó nhẫu nhẫu lên một chút, bởi vì chay thì nó khá là lâu lớn. Thật sự với các bác là thời điểm lớn chậm nhất của chay là từ thời điểm mà bắt đầu từ bầu bé. Từ bầu bé, cây bé cho đến khi nó cao được tầm 3-40 phân là thời điểm mà chúng ta nuôi nó sẽ vất vả nhất. Còn không thì thường khách hàng bên em sẽ lựa chọn hàng ít nhất là tầm 5-60 phân để trồng, sau đó đến những cái hàng này. Và thường hàng này từ trước đến nay em bán được cái số lượng gần như là rất là nhiều. Đấy, thực sự mà nói là bán hàng này được số lượng rất là nhiều. Khách hàng trồng cái cây như này nó cũng khỏe cây và yên tâm, nên là em mới sẽ có những cái chia sẻ cho các bác về các cái giống chay, những cái giọng dạng chay như thế nào bên em. Cái lô rất là đẹp nhé cả nhà nhé. Thường thì chay thì sẽ đánh lên và cắt lá, cắt ngọn. Ở đây em đang cho thợ gặt gần như là trụi, với không chỉ dòng chay mà rất nhiều các loại cây các bác nhé. Khi chúng ta trồng để lại 1-2-3 cái lá chị ạ. Thông thường khi chúng ta trồng thì bao giờ cũng thế, chúng ta sẽ phải để với những cái dòng cây nhẫu nhẫu như thế này, chúng ta đều phải cắt trụi đi. Đó, em sẽ tư vấn cho khách hàng là mình sẽ cắt trụi đi chứ không để, vì để cái cây nó sẽ bao giờ cũng thế, những cái dòng này đánh choai để nó sẽ trột các bác nhé. Chay ở đây sẽ có hai loại chay các bác nhé, sẽ là một dòng chay đỏ và một dòng chay chay trắng trắng á. Thì cái dòng chay trắng ấy, cái lá của nó là nó không có khía các bác nhé, nó không có khía cạnh rõ ràng như thế này. Đây, cái dòng chay kia nó sẽ tròn lá hơn một chút, cái khía của nó ngắn và nó tròn lá hơn một chút. Những cái dòng chay thì bao giờ cũng thế, khách hàng bên em trồng thì sẽ lựa chọn những cái dòng chay thuộc dạng là chay đỏ, vì chay đỏ nó là một trong những cái dòng cây mà sau này nó có giá trị hơn dòng chay trắng. Trước hết là nó sẽ có dòng giá trị hơn, thứ hai nữa là khi trong quá trình chúng ta chăm sóc đó, trong quá trình chúng ta chăm sóc nuôi dưỡng chay thì bao giờ cũng khách hàng cũng sẽ chuộng hàng đó hơn. Bởi vì khách hàng bên em khi mà tư vấn trồng chay thì đa số các bác trồng theo kiểu một vài năm ấy, một vài năm sẽ thu lại cái gọi là trồng cây choai, cây nhũ nhẫu vài năm sẽ bán lại cho các cái nơi mà người ta đang thu mua, hoặc là sẽ bán cho các cái nhà vườn có nhu cầu mua chay, ví dụ như là đường kính gốc 3-4 phân, 5-7 phân. Đấy là lý do mà mọi người sẽ lựa chọn sang những cái dòng đó. Thường thì đây, những dòng chay bọn em đánh lên đây sẽ tuốt hết lá, tuốt hết lá cho khách hàng trồng. Cũng đằng nào cũng là vặt lá nên là em sẽ tuốt nhá. Đây là cây chay em đánh về từ hai hôm nay. Nó sẽ hơi héo một chút, sẽ có những cây hơi héo, có những cây không héo. Thế nhưng mà vì để đảm bảo cho cái việc mà chúng ta trồng sau này nó đạt được cái tỷ lệ lên tối đa ít nhất là tầm 90-100%, chúng ta phải chấp nhận là vặt trụi lá nó đi để cho nó thoát nước, cây sau nó sẽ phát triển và nó sẽ gọi là nó xanh, nó tốt, nó sẽ phát triển hơn.
Những cái dòng chay này thường em sẽ đánh bầu nặng tầm 4 cân các bác nhá. Bầu nặng tầm 4 cân đến 5 cân. Cây cắt sẽ để lại cành tán xòe, có cái độ xòe đẹp, và khách sẽ về sẽ giữ nguyên cái cành tán như thế này. Giữ nguyên cái cành tán như này và không muốn sẽ không tức là sẽ để nguyên cái mức cành tán bên em cắt như thế này và không cho cắt trụi nữa. Em sẽ quay sát một chút cho các bác xem này. Khi các bác về trồng thì cái lưới nhá, cái lưới trắng mà em bọc ở đây các bác không cần cắt ra, bởi vì cái lưới này nó không ảnh hưởng gì đến cái quá trình mà dễ phát triển và trôi ra ngoài. Đấy, cái lưới này nó chỉ có tác dụng là bó để giữ cái đất này, để cho nó làm sao cho nó cố định, kiểu như cố định cái bầu cây này thôi. Chứ nó không có cái tác dụng, nó không làm ảnh hưởng gì đến cái phần bầu cây này kia cả, nên là các bác cứ yên tâm. Đó. Thường thì nếu như mà bên em bọc túi bóng thì các bác sẽ phải gỡ túi bóng để trồng. Còn nếu mà chỉ là cái lưới lỗ như thế này thì chúng ta cứ giữ nguyên nhé, không cần lọc bỏ. Sau này các bác nuôi tầm 3-4-5 năm sau, các bác đánh thì chúng ta sẽ đánh cái bầu nó to hơn, nó cũng chả ảnh hưởng gì cái lưới này hết. Tầm 4 năm, có thể là 3 đến 4 năm được, đến gốc đã lên tầm khoảng 7 phân chẳng hạn, 6-7 phân chẳng hạn. Mà các lúc đấy các bác bắt đầu khai thác để bán cho các nhà vườn, hay là bán cho những khách hàng người ta mua để người ta làm công trình ấy, thì chúng ta sẽ đánh bầu to lên. Có thể là bầu sẽ lên đến tầm khoảng bầu 25. Thường bên em đánh là sẽ lên bầu 25. Ở bên em thì vẫn có các cái dòng chay giống nhỏ các bác nhá. Đây cái luống chay giống nhỏ bên cạnh này. Sẽ vẫn có các cái dòng chay giống nhỏ 3-40 phân, 4-50 phân, rồi các cái dòng chay giống 20 phân. Nếu mà các bác thích trồng hàng này thì các bác có thể inbox cho em Yến nhá. Tại vì là em bán ở đây thì em sẽ bán về đa dạng, không chỉ riêng về một kích cỡ, mà nó sẽ là nhiều kích cỡ cho khách hàng lựa chọn. Bác nào mà thích trồng cây thì cho dễ phát triển luôn, mà không phải chờ đợi nhiều, không phải chăm bón từ thời điểm đầu, thì các bác lựa chọn cây nhẫu, cây choai. Còn nếu như mà các bác mà tùy phù hợp vào cái diện tích đất của chúng ta lớn và cây nó gần như là chúng ta có thời gian để chăm sóc, thì các bác có thể lựa chọn cây giống nhỏ để cho cái chi phí ban đầu của chúng ta nó được hạn chế và giảm xuống hết sức nhé. Và đây là cái lô chay mà hôm nay em chia sẻ với các bác, dòng chay choai cao 1m3, 1m rưỡi, đường kính gốc từ 1/8 đến 2 phân. Em xin tạm dừng video của mình tại đây, các bác cần hàng thì có thể liên hệ trực tiếp trên số điện thoại của em nhé. Em chào mọi người nhé.